Hello các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn giới thiệu một món ăn, đó là món súp tàu hũ trứng nha. Đó, món của mình nhìn cho đủ màu đủ sắc ha, gồm có nấm đông nấm baby của Mỹ nè, tàu hũ tên gọi là organic firm nè, rồi cà chua nè, trứng gà nè, bột bắp nè. Chà, một món ăn rất là đơn giản mà healthy nha các bạn. Với lại mình dùng nước chicken rock nè, mình dùng cái hũ lớn, nếu mà ai không thích thì xài hũ nhỏ nha, nhưng mà bỏ thêm nước. Cái hũ này nó là tất cả là nó 48 ao. Cái này nó bán trong chợ Walmart, các bạn đi mua đi đó. Đó, hay là chợ Aldi, chợ Mỹ, chợ nào cũng có hết. Hũ này gọi là hũ lớn nha các bạn. Bắt đầu vô bếp nha. Bây giờ để xuống, bắt đầu xào gia vị nấu nướng nha các bạn. Mở cái chảo nóng lên. Mở cái chảo nóng lên. Để cái chảo cho thật vừa nóng lên nha các bạn. Phải xào củ hành hương với gừng trước. Trong lúc đó các bạn nở cái mở cái lò nước bên lên này, đó là nước dùng này đó. Các bạn bỏ vô cho lò nước dùng 5 cái cục đèn đường phèn này nè, trong cái nồi chích trình rốc này đó, các bạn bỏ vô đó. Cái món ăn này trong cái nhà hàng giống như là ăn buffet nó ưu cấu lắm. Món súp tàu hũ súp trứng cũng có mà súp tàu hũ cũng có đó. Bây giờ mình tự mình làm nha. Đầu tiên đã cho tàu nóng nha các bạn, rồi các bạn chế dầu vô đó, các bạn chế một chút xíu dầu vô nha các bạn đó. Cho nó thật là nóng nha, rồi mình dùng củ hành hương này đó. Là gừng, các bạn nhớ gừng, như ăn cái này mùa đông nó ấm lắm, nó ấm cho cơ thể mình lắm, nên là mình ăn cái này không có thịt, còn là tàu hũ với rau củ quả không à. Đó, các bạn xào xào cho thật thơm các bạn. Đó, không có gì mà tự mình nấu tự mình ăn hết á. Tụi mình nấu mình ăn là ngon mà chả bá lửa luôn. Mình làm cái clip video kỳ trước mà không chịu chỉ cách ăn, hết người này mắng vốn tới người kia mắng vốn, là người ta cũng vô tình. Mình đã nấu nguyên một cái dọc chả bá lửa ở dưới, nguyên cái lít táo quân mà họ không đập, họ vô họ coi họ cứ chê chắc tùm lum, làm gì kêu bằng thất vọng, kêu bằng làm không có gia gì tùm lum tùm la hết. Công nhận cộng đồng mạng này cũng khủng khiếp thiệt, nhưng mà mình làm YouTube, mình làm video, mình làm cho mình thì mình mới sống nổi trên thương trường xã hội này. Còn nếu mà mình làm không, mình không sống nổi với thương trường xã hội này, họ sẽ bị gục ngã và họ bỏ nửa chừng. Nhưng mà thôi kệ đi, miệng người đời lắm mồm lắm miệng đâu, không trách ai hết. Rồi mình coi đó là bài học kinh nghiệm, rồi sau đó mình rút kinh nghiệm, đâu có gì đâu mà khó khăn. Đời người khó nấu lắm. Bởi vậy sống, muốn sống tốt cũng không sống được. Đủ thứ quyền, đủ thứ tranh giành, đủ thứ quyền lực, đủ thứ lời chê tiếng khen, đủ thứ. Cuộc đời này phức tạp. Ai thương mình thì mình cảm ơn, ai chơi mình cũng cảm ơn. Nhưng mà trong cái cảm ơn thì cũng có một chút suy nghĩ. Cái tay mà nó còn biết ngã gục, mà hú chi con người mình không biết ngã gục đó. Các bạn xào cho nó thơm mình, thì mình nấu cho mấy người thông cảm đi. Mấy ai mà coi clip đầu tiên thì đừng, mình cũng thông cảm cho mình, tại vì mình chưa có quay cách làm. Đó là những cái clip đầu tiên, nhưng mà sau này mình sẽ học hỏi đó, mình quay lại cách làm hết rồi đó. Mong các bạn đừng có chê khen nữa, tội nghiệp mình lắm. Thân cây đứng giữa chờ bị sóng gió vùi dập, đừng có dập mình chứ cái chú nữa nha. Đó, xào cho nó thơm rồi đó. Rồi bắt đầu mình bỏ cà chua nha các bạn. Đó, cà chua vô. Cà
vứt bỏ cà chua các bạn nhớ bỏ muối này, cái muối này là một muỗng tiêu phun lát mà sẽ ghi công thức ra nó dài dòng nó mất không mất thời gian. Một tiêu phun mà chia ra làm 2-3 lần vừa trong nồi vừa phía ngoài cho các bạn. Các bạn bỏ chút xíu bột nêm vô. Mình xào cho nó sống. Cho nó săn săn cái mặt lại. Để lửa thấp xuống chút xíu thôi con. Cứ để cho mình bỏ nấm rơm vô. Cái phần nấm rơm bỏ tới bên. Tại mình không muốn cà chua nó mềm á, nên mình lấy cái phần này ra các bạn. Mình lấy cái phần cà chua ra rồi. Mình không muốn lạm dụng cái chảo này thì mình sẽ làm hai bên. Các bạn dùng cái chảo bự các bạn sẽ làm hai bên. Tại vì cà chua mà nó nát nhì ra nó dở. Cái này bốn chảo lớn. Mình khoái nấu rồi ăn mình xào trước này nè. Ít cái bỏ vô lá phải xào khi sơ sơ hết á. Cái món này nó có gừng nó ấm bụng lắm nha. Ấm vô cùng. Đừng có nó ăn rồi, bà con cô bác đừng gần, đừng gần. Hỗ trợ có nè, đi nhà thờ có nè, đi họp bạn bè có nè, tại vui là bà lửa vui chứng bạn. Đó, các bạn xào tới phần này. Qua chút xíu đường vô. Qua chút xíu bột nêm vô. Đó. Cho chút xíu muối vô, rồi mỗi thứ diễn chút vô. Cho chút xíu tiêu vô, rồi món thứ hai lấy ra tiếp nữa, rồi món thứ ba. Đó, mình xào cho sơ rồi mình lấy ra nha các bạn. Tất cả đều xào sơ hết. Trong thời gian này mở cái bếp lửa ra, cái nước dùng này, các bạn mở lên chút xíu cho nó sôi, nó lên sôi. Đó, mình xào sơ sơ, mình lấy ra tiếp nữa. Món này không có thịt, toàn là rau củ quả không, ăn tốt lắm. Ai mà kiêng cử thịt ăn món này. Với cái giá bự múc chẳng lại ăn này múc tới mai chưa xong. Mình xào cái gì xong mình lấy ra hết, lát mình nước sôi mình bỏ vô nồi. Nồi nước dùng nha các bạn. Tiếp tục các bạn xào tàu hũ. Đó, phần kế tiếp con xào tàu hũ nha. Đó, các bạn xào tàu hũ. Đó, lửa cao lên. Các bạn bỏ 1/8 cái dầu mè tay vô. 1/8 là nhỏ xíu nè các bạn. Để các bạn nhìn đi. 1/8 tiêu phu là nhỏ xíu gì nè đó. Tại mình làm tay quá nhất nó có ăn được không? Nếu mà người lớn thì bỏ nhiều. Đó, tay này là dòng hào tay. Nó có bán chai lớn nhưng mình thích chai nhỏ rồi đó. Dòng hào, dòng mè chứ quên, dòng mè. Dòng mè căng, căng. Bỏ vô nha các bạn. Rồi xong, để các đồng các bạn bỏ dầu, dầu mè thì các bạn bỏ nữa. 1/4. Đó, 1/8 là cái 1/4. Nè các bạn thấy dầu mè không? Đó, đây. Đó, ra cay, con này không cay. 1/4. Bỏ vô. Cho nó đậm đà. Xong. Cái này
chút xíu muối vô nữa nha, tại cái phần nãy mình nêm á, bỏ muối vô chút xíu nữa, bỏ đường vô, bỏ bột nêm vô, bỏ bột nêm vô, nêm này cho có muỗng cà phê, mà chia ra nãy giờ xào ba lần nha các bạn, chứ không có xào nhiều. Cho nó săn cái tàu hủ nó lại, cho nó thấm đó. Nếu mà mình không có xào, mình bỏ vô nồi nước đó, thì nó sẽ bị lẹt, nó không có đậm đà. Mình phải xào trước cho nó thấm rồi nè. Trong thời gian đó các bạn dặn cái nồi lửa này lên cao, rồi cái loại nước dùng đó, thấy nó xong rồi mình bỏ tàu hủ. Tàu hủ vô nha các bạn. Dùng của mình không đây, kéo qua đây nha. Đó, thấy không, cái nồi nước dùng của mình đang xoay cái mình nữa. Mình bỏ cà chua nha các bạn. Đó, cà chua nãy mình xào đúng không? Đó, mình bỏ vô. Các bạn bỏ cà chua nha. Đó, bỏ cà chua xong rồi các bạn bỏ vô. Bỏ nấm của Mỹ luôn nha các bạn. Đó. Cái nồi nó săn lại, cái mình tắt lửa bên đây. Các bạn lấy cho mình một phần tư nước ấm với lại hai muỗng canh bột bắp để mình bỏ vô cái nồi mình quấy cho nó sệt. Một phần tư nước ấm với lại ba muỗng canh bột bắp nha các bạn. Mình nấu y chang giống như mình nấu cái gì đó, cái súp măng cua. Tàu hủ này nó sôi rồi, cái mình bỏ tàu hủ lên nha các bạn. Tàu hủ nãy giờ mình xào bên đây mình bỏ vô nha. Đó, các bạn bỏ tàu hủ vô nha. Đó, ăn lỏng sệt. Chút hết vô hả? Sau đó các bạn dùng hai cái trứng gà nè bác nhân, hai cái trứng gà các bạn bỏ chút xíu muối vô. Đây, đây các bạn bỏ muối vô trong trứng gà. Các bạn quấy ra cho nó tan rồi mình chế vô các bạn. Chế trứng gà trong nồi súp của mình. Mà giống mấy chàng nấu canh súp cho nguyên gia đình ăn. Thay vì mà ăn canh chua canh đồ có mình đổ ra mà ăn canh súp trứng tàu. Mình đem thử cái nồi này có vừa chưa, có cái độ mặn, độ thiếu chưa, bỏ cái phần muối còn lại hồi nãy của mình bỏ vô hết đi. Đây cái phần muối của mình hồi nãy các bạn bỏ, nhớ bỏ hết vô nha. Còn cái này cũng vậy, các bạn bỏ phần đường vô nha, nó bỏ hết vô. Sau đó rồi mình đổ trứng vô nè. Bạn bỏ trứng vô nha. Để trứng vô.
nó sôi đi nha các bạn, bỏ bột vô. Sau đó các bạn sẽ dùng một ti phun cái bột này chích kình phao rồi nêm vô cho nó đậm đà. Cái này nấu cho gia đình ăn ít nhất là 3 người trở lên các bạn nè. Các bạn dùng cho mình một ti phun vô cái nồi này. Cái này nó bán trong chợ Việt Nam, chợ Á Châu mình bán nhiều lắm, chích kình Pulver flour nè, để nấu súp, nấu gà, ướp gia vị ngon lắm. Đó là cái phần cuối cùng, các bạn sẽ bỏ cái phần bột vô nha. Đó. Đó, xong rồi giờ mình bỏ bột vô nha, không bỏ tiêu vô. Tiêu vô, bỏ hết tiêu, nửa muỗng cà phê vô. Trong lúc đó các bạn bỏ bột vô nè. Lấy bột vô. Nếu mà các bạn ăn ít dịch cái lượng nước chích trình róc lại, mua cái hũ nhỏ thôi. Khoảng này ăn gia đình đông thì chơi cái hũ lớn, còn với gia đình nó ít thì xài hũ nhỏ, cũng có xài hũ lớn đó. Thì nó sẽ ít hơn. Chờ cho nó sôi lên cái mình nếm lại lần nữa nha. Đó. Cuối cùng các bạn bỏ hành lá lên nha các bạn. Hành lá lên. Sọt sọt đặc nè, mình cho, nếu mình muốn đặc nữa cái mình cho miếng bột vô nha các bạn. Đó, dù nó lỏng thì các bạn sẽ cho thêm miếng bột. Các bạn dùng bột bắp á, dặn lửa nhỏ lại chút xíu đi, này nó hơi cao, kéo xuống chút xíu. Đó, các bạn sẽ dùng bột bắp. Sắp này ăn heo thì không có rau củ quả, chỉ có tàu hủ thôi. Các bạn thấy nó lỏng, các bạn cho thêm một muỗng canh bột bắp vô. Chế vô. Nó sệt sệt nè, nó ăn nhất là mùa đông, nấu cho trong gia đình ăn đó. Trong gia đình mình ăn cho nó heo thì nó bớt thịt nhiều quá, đúng không? Mình ăn cho bớt thịt nhiều quá. Cái nồi này nấu 3 lít nha các bạn, nấu cho số lượng gia đình đông chút, còn ai ăn ít thì giật cái lượng lại. Mình nấu cho gia đình đông người chút thì mình nấu ba lít đó, vậy đó là xong nha các bạn. Đó, để nêm lại lần nữa nha.
vừa ăn rồi. Đó, cái nồi của mình nó sệt sệt như này đó. Dạ, các bạn ra tiệm, ở ngoài tiệm nó bán mấy cái súp súp này, súp nọ, súp tà hủ, súp đồ. Cái mình nêm nếm này đó, nước nó lỏng lỏng mà nó sệt sệt này nó vậy đó. Cái mình nấu cho gia đình mình ăn nha các bạn đó. Chiếu sơ lại cho các bạn coi. Nếm lại lần nữa cuối cùng nha các bạn. Đó, cái clip của mình tới đây là xin chấm dứt nha. Cái clip đơn giản tà hủ. Đó, súp tà hủ. Đó, nó sệt sệt mà nó có gừng, nó ăn ấm ấm. Đó, nêm một cần cuối cùng nha. Đó, vừa ăn đó. Đây, cái nồi súp của mình là vậy nè các bạn đó. À, mình xin cảm ơn mọi người, chúc mọi người một mùa Noel thật vui vẻ nha. À, cái nồi súp của mình gồm có gì? Gồm có tàu non, tàu phơm, với lại cà chua, với lại nấm, với lại trứng, với lại với lại trứng, với lại bột, với lại nước chích cành rốc. Một cái món ăn rất là đơn giản. À, mình sẽ xin thịt, mình sẽ để công thức ở dưới cho mọi người nha. À, cảm ơn mọi người thật nhiều đã đồng hành với mình. À, thank you so much. Happy people, have a good day. Bye bye.